vợ chồng Việt quyết tìm công lý cho con trai bị đè chết ở Hàn Quốc. Cặp vợ chồng người Việt sinh sống tại Hàn Quốc quyết kháng cáo phán quyết 19 năm tù dành cho giáo viên nhà trẻ, người đã dùng vũ lực đè chết con trai họ vào năm ngoái. Khi Vo Thi Nhung kết hôn vào năm 2018, chị đang là giáo viên mầm non tại Việt Nam. Năm 2020, chị Nhung mang thai và nghỉ việc để cùng chồng Trang Anh Dông sang Hàn Quốc định cư, Korea Time đưa tin. Tháng 3 năm 2021, con trai Trang Viết Bách chào đời tại Hoa Sơn, tỉnh Gyeonggi. Hai vợ chồng nhất trí gửi con tới nhà trẻ vào tháng 11 năm 2022. Năm ngày sau, Bách qua đời tại cơ sở này. Khám nghiệm tử thi cho thấy cậu bé bị chết ngạt. Cảnh sát điều tra cho thấy giáo viên nhà trẻ muốn ép nạn nhân ngủ và đã dùng vũ lực đè lên bé trong 15 phút. Công tố viên đề nghị mức án 30 năm tù cho người này khi cho rằng cái chết của em bé là vụ giết người do lỗi bất cẩn nghiêm trọng, trong khi bị cáo nói do tai nạn. Hồi tháng trước, chủ tọa phiên tòa kết án người này 19 năm tù. Cặp vợ chồng đã kháng cáo, cho rằng phán quyết chưa đủ tính răn đe. 19 năm chả có nghĩa lý gì. Bà ấy giết một đứa trẻ mà chỉ phải ngồi tù 19 năm, anh Trang nói với Korea Time. Chúng tôi đang đấu tranh để bà ấy chịu mức án hơn 19 năm. Trang vẫn nhớ hình ảnh khỏe mạnh của con trai, bé hoàn toàn khỏe mạnh. Ăn ngon ngủ tốt. Và con trai tôi đột ngột qua đời. Thật khó chấp nhận. Dư luận Hàn Quốc nhiều lần rúng động vì những vụ ngược đãi trẻ em. Theo các chuyên gia, việc ngược đãi chủ yếu xảy ra ở nhà, nhưng cũng có những vụ trẻ em bị ngược đãi bởi giáo viên trông trẻ. Hai vợ chồng sống trong cảm giác tội lỗi vì đã gửi con trai đến nhà trẻ. Tôi phải phẫu thuật lưng còn vợ đi học. Chúng tôi cần sự giúp đỡ và coi cơ sở trông trẻ vào ban ngày là giải pháp. Nghĩ lại mới thấy chúng tôi thật ích kỷ. Tôi có thể hoãn phẫu thuật, trong khi vợ đi học sau cũng được, anh nói. Gần 6 tháng sau vụ việc, họ phải phụ thuộc vào thuốc ngủ và tham gia chương trình tư vấn. Chúng tôi cảm thấy chính mình đã giết chết con, anh Bạch nói. Cặp vợ chồng không thông báo cho cha mẹ chính xác những gì đã xảy ra. Chúng tôi chỉ nói cháu đã chết, nhưng không nói nguyên nhân thực sự. Chúng tôi không muốn nói ra sự thật bởi họ sẽ lo lắng và ốm mất, anh Bạch chia sẻ. Cặp vợ chồng cũng có cuộc sống không mấy thoải mái ở Hàn Quốc. Trang bị thương tại nơi làm việc, nhưng người chủ Hàn Quốc từ chối trả tiền điều trị. Anh đã tự bỏ tiền túi để phẫu thuật. Hiện họ dựa vào nguồn thu nhập chị Nhung, người có thị thực sinh viên, và kiếm một số tiền nhỏ thông qua công việc bán thời gian. Chúng tôi vẫn muốn định cư ở Hàn Quốc và gây dựng gia đình, nhưng không phải bây giờ. Khi chúng tôi có con, chúng tôi sẽ không gửi cháu đến nhà trẻ cho đến khi cháu biết nói, anh Trang cho biết.